Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Hai tuần trước, một vụ lở đất ở thị trấn Gia Di, huyện Công Sơn, tỉnh Vân Nam đã giết chết 92 người. Sông Đông Nguyệt là một vụ lưu ở tả ngạn sông Lộn Giang, dài 14 km, bắt nguồn từ núi Tuyết Bích Lục. Làng Đông Nguyệt nằm ở cửa sông Đông Nguyệt, bên kia sông từ làng Tây Nguyệt ở hữu ngạn sông Lộn Giang. Ở trung và thượng lưu các con sông ở Đông Nguyệt có các mỏ quặng sắt và trữ lượng đã được chứng minh là khoảng 3 triệu tấn. Nhiều năm trước, công ty quặng sắt Ngọc Cẩm đã tiến hành thăm dò và phát triển. Sau khi công ty đầu tư Thụy Đông Quảng Tây tiếp quản quyền quản lý mỏ sắt Ngọc Cẩm, công ty này đã đẩy nhanh quá trình phát triển quặng sắt. Các mỏ quặng sắt được thành lập ở trung và thượng nguồn của sông Đông Nguyệt. Trụ sở công ty, nhà máy chế biến khoáng sản và ký túc xá cho nhân viên đã được xây dựng ở làng Đông Nguyệt, gần cửa sông Đông Nguyệt. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật tuần trước, một trận lở đất lớn bất ngờ xảy ra ở nhiều con sông khác nhau ở Đông Nguyệt, với khối lượng khoảng 600.000 mét khối bùn, cát và đá tràn ra ngoài. Ký túc xá của nhân viên và những ngôi nhà trong làng bị cuốn trôi và chôn vùi, và toàn bộ cửa sông Đông Nguyệt trở thành một vùng đất hoang rộng lớn đầy bùn. Lở đất tràn vào sông Nộ Giang, nước dâng do nó đó lan sang các làng của Tây Nguyệt ở bờ đối diện. Sông Nộ Giang bị chặn trong khoảng 2 giờ, mực nước sông Nộ Giang phía trên đập lở đất dâng cao đến 6 mét. Vu Vĩnh Chi của đội khai thác cho biết, anh đã đưa 12 người cùng làng từ Quảng Tây đến đây kiếm sống. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày Chủ nhật, anh phát hiện dòng chảy của các con sông ở Đông Nguyệt đột ngột tăng cao, lúc đó không có mưa lớn. Anh cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau, mực nước tiếp tục dâng cao kèm theo những tiếng ầm ầm và lửa bắn tung tóe. Anh chợt nhận ra sắp có lở đất, vội vàng gọi công nhân trong lán mau dậy. Công nhân bật dậy khỏi giường vội vàng mặc quần áo vào. Đúng lúc này, Vu Vĩnh Chi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao tới từ xa, nên đã chạy tới để chặn lại. Anh ta chạy cách đó 10 mét. Những công nhân vừa bước ra khỏi nhà kho làm việc đã lập tức bị bùn đất bao phủ. Nơi gần sông Nộn Giang là bãi đỗ xe tạm thời. Khi sạt lở đến, 16 chiếc xe tải xếp thành hai hàng chuẩn bị bốc hàng, máy nổ rền rĩ. Mỗi xe có hai tài xế, thường là hai vợ chồng hoặc hai cha con. Hai cha con trên chiếc xe tải đang chạy trên đường đã bị lũ bùn cuốn trôi trước. Đối với các hàng xe tải khác, đầu xe hụp xuống từng chút, đuôi xe nhô lên từng chút, đèn hậu vẫn sáng. Sau đó, có một trận lở đất khác và tôi không thể nhìn hay nghe thấy gì. Tính cả các phương tiện khác đậu trong khu vực nhà máy, tổng cộng khoảng 40 phương tiện đã bị hút xuống sông Nộn do sạt lở đất. Mặc dù có báo cáo rằng lở đất là do mưa lớn, tuy nhiên, theo dữ liệu do Cục Khí tượng Nôn Giang công bố, khi sự cố xảy ra, lượng mưa tại địa phương chỉ là 2,1mm. Các chuyên gia từ Viện Giám sát Địa chất và Môi trường tỉnh Vân Nam, thông qua các bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái, đã phát hiện ra hai vụ lở đất hình thành trên sườn đồi phía trên khu vực khai thác quặng sắt cách sông Đông Nguyệt khoảng 8km về phía thượng lưu. Nước trong hồ đập dâng cao khiến đập bị vỡ, lũ làm vỡ đập mang theo một lượng lớn bùn, cát, đá ào ạt đổ xuống, không ngừng nhấn chìm một lượng lớn mảnh vụn trên đường đi, cuối cùng phát triển thành một cơn lũ quét khổng lồ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Công Sơn đã từng ra thông báo cấm xây dựng nhà ở kiên cố hoặc lán trại làm việc tạm thời trong khu vực quản lý kênh sông và cấm các hoạt động sản xuất trong lòng sông để không ảnh hưởng đến sự an toàn của việc xả lũ trên sông. Tuy nhiên, mỏ sắt Ngọc Cẩm vừa xây dựng tập trung và các tòa nhà khác trên bãi sông và bờ sông đã bị bùn và đá chảy xuống đang gánh chịu thảm họa nặng nề hơn. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua Vũ Hán có mưa lớn, nhiều nơi ở quận Vũ Xương bị ngập lụt như cổng bắc của Đại học Dân tộc Trung Nam và đoạn gần Bạch Khoa, phố Hồ Tuyền, khu phát triển công nghệ mới EA La Ke. Ngoài ra, mực nước của năm hồ lớn, bao gồm hồ Hồng Hồ và hồ Lương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, đều đã vượt quá giới hạn kiểm soát lũ và 900 triệu mét khối nước đã được xả. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, từ 8 giờ ngày thứ 2 đến 13 giờ trưa ngày thứ 3 vừa qua, Vũ Hán đã đổ mưa lớn và mưa xối xả cục bộ. Trong số đó, khu vực Hán Khẩu là 118,6mm đến 171,3mm, khu vực Hán Dương là 168,3mm đến 193,1mm và khu vực Vũ Xương là 131,6mm đến 271,6mm. Trạm bình thường thứ hai ở quận Hồng Sơn là 231,6mm, là lượng mưa tích lũy lớn nhất. Từ 5 giờ đến 8 giờ sáng ngày thứ ba, tại trạm Đông Hồ Hồ Tâm đỉnh lượng mưa ngắn ngày tập trung ở Vũ Xương, Tĩnh Khải và Hồng Sơn, lượng mưa tối đa đạt 104,7mm. Cư dân mạng địa phương cho biết, phía nhà hát Hàn Tú trên phố Hàn Kiệt ở Hồ Quốc Phụ,
đường trên cao ở lối vào đường vành đai thứ hai về phía Mã Phương Sơn, đường Thượng Văn ở quận Hồng Sơn, cổng phía bắc của Đại học Dân tộc Trung Nam và Bạch Khoa trên đường Hồ Quang ở khu phát triển công nghệ mới Đông Hồ đều bị ngập. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy Bạch Khoa trên phố Hồ Quang ngập trong nước, một số phương tiện bị ngập đến đầu và các chủ cửa hàng trên phố đang dùng chậu để thoát nước. Ngoài ra, trên đại lộ Hùng Sở ở thành phố Vũ Hán, đi qua quận Vũ Xương và quận Hồng Sơn, một khu vực rộng lớn bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo tuyên bố chính thức của DCSTQ, giao thông tại Bạch Khoa, Hồ Quang, quận Hồng Sơn và ngã tư Đông An, đường Từ Dương Đông, quận Vũ Xương bị gián đoạn và các phương tiện không thể đi qua. Từ 8 giờ sáng ngày thứ 2, 6 giờ sáng ngày thứ 3, 35 đoạn đường ở Vũ Hán bị ngập ở các mức độ khác nhau. Cục Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, trước đó tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 5 đợt mưa lớn. Tính đến 11 giờ ngày thứ 2, lượng mưa trung bình tích lũy trên toàn tỉnh là 386,7mm, gấp 2,5 lần trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Kể từ ngày thứ 6 tuần trước, mực nước của 5 hồ lớn ở tỉnh Hồ Bắc là Hồng Hồ, Lương Tử Hồ, Trường Hồ, Phúc Đầu Hồ đều đã vượt qua giới hạn kiểm soát lũ. Tính đến ngày thứ 2 vừa qua, tổng cộng 900 triệu mét khối nước đã được xả ra từ 5 hồ lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Tính đến 18 giờ chiều thứ 2, mực nước tại đèo Hán Khẩu Vũ Hán đạt 24,77m, tiến sát mực nước 25m. Báo cáo cũng cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy Văn, sau đó ở Vũ Hán sẽ có mưa lớn. Người ta ước tính rằng vào những ngày tới, mực nước tại đèo Vũ Hán ở Hán Khẩu sẽ dâng lên 24,95m và dự đoán sẽ có lũ vượt mức cảnh báo tại trạm Đồng Gia Hồ ở sông Phúc Lý vào tối ngày thứ ba. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 ở Vũ Hán vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ ba. Thưa quý vị, mưa lớn bắt đầu từ mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh của Trung Quốc và khiến hơn 6 triệu người bị ảnh hưởng. Trong số đó, thiên tai nghiêm trọng nhất ở khu vực Tây Nam, nơi có lượng mưa lớn nhất trong gần 60 năm. Từ 2 ngày nay, lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1954 đến nay đã được đo ở Đô Giang Yển, Tứ Xuyên là 940mm. Mưa lớn không chỉ gây lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy nhà cửa và cầu cống mà còn gây ra nhiều trận lở đất chôn vùi hàng mấy chục người. Vùng núi Tứ Xuyên bị thiệt hại nặng nề nhất, Khuất Sơn, quận lỵ cũ của quận Bắc Xuyên đã bị bỏ hoang do trận động đất ở Vấn Xuyên. Thị trấn ban đầu được lên kế hoạch làm nơi tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và bảo tàng địa điểm động đất quốc gia Bắc Xuyên đã được xây dựng. Thị trấn bị nhấn chìm trong 7 mét nước do hậu quả của trận mưa xối xả, với lưu lượng lũ lên tới 6.600 mét khối giây, lưu lượng lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1954. Tính đến đầu ngày hôm nay, 16 người thiệt mạng và 117 người mất tích do đường dây điện thoại bị cắt. Những người sống sót phải đi bộ đến các văn phòng chính phủ gần đó để được giúp đỡ. Sau đó vào ngày hôm qua, một trận lở bùn khác đã khiến khoảng 2.000 người mắc kẹt trong đường hầm Đô Giang Hiển Vấn Xuyên. Tính đến tối ngày hôm qua, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tại A3, lở đất làm 3 người chết và 12 người mất tích. Mưa lớn đã buộc hơn 220.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán và phá hủy khoảng 300 tòa nhà dân cư. Tính đến ngày hôm qua, 31 người được xác nhận đã chết ở Tứ Xuyên và 166 người mất tích. Tại Tùy Giang, Vân Nam, mưa lớn đã giết chết 4 người, phá hủy 5.280 ngôi nhà và đóng cửa trường học ở các vùng nông thôn. Trước đó 2 ngày, một tòa nhà công nghiệp và khai thác mỏ đang xây dựng dở dang đã bị sập ở Thọ Dương, Sơn Tây, khiến 12 công nhân nhập cư thiệt mạng, 3 người chết đuối bên ngoài thủ đô Bắc Kinh do bị mắc kẹt trong ô tô, và những người khác cũng thiệt mạng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Nội Mông Cổ và Cam Túc. Ngày hôm qua, theo thống kê chính thức, trận mưa xối xả đã khiến 46 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, thêm 60 người mất tích ở Tứ Xuyên. Vào rạng sáng ngày hôm nay, một trận mưa lớn đã xảy ra ở quận Thạch Miên, thành phố Nha An, khiến giao thông, điện và liên lạc bị gián đoạn ở nhiều nơi và nhiều thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, nhưng đến nay không có tin tức về thương vong khác nhau, nhưng đến nay không có. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Nam Trung Quốc kể từ tháng 2 khi vào mùa lũ chính. Đến ngày hôm nay, ít nhất có 45,52 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong những ngày gần đây, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở Cửu Giang thuộc Giang Tây, Hợp Phì thuộc An Huy, Lục An và nhiều nơi khác. Tin tức trên mạng Internet cho thấy người dân đang ở trong một tình cảnh rất đáng thương. Vào ngày hôm qua, một đoạn video diễn thử sự cố vỡ đập Tam Hiệp đã được đăng lên mạng Internet gây xôn xao dư luận. Video này được làm rất chuyên nghiệp,
và được tham khảo ý kiến từ một số chuyên gia tại Trung Quốc. Đoạn đầu của video giới thiệu đập Tam Hiệp cao 181m so với mặt nước biển, chiều dài thân đập 2.355m, chiều cao lưu trữ nước thông thường 175m và tổng dung tích 39,3 tỷ mét khối. Video cho thấy hình ảnh mô phỏng mặt trước của đập Tam Hiệp và giải thích hậu quả nghiêm trọng khi thân đập bị vỡ hoàn toàn. Có thể thấy trong hình ảnh là sau khi đập Tam Hiệp bị vỡ, mực nước lũ cao gần 100m nhanh chóng được xả do sự ngăn chặn của các ngọn núi ở hai bên bờ sông nên không thể phân tán lũ được. Lũ được xả ra sẽ vượt quá 100 km/h. Trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy đập Cát Châu và đến khu vực đô thị Nghi Sương chỉ cách 50 km đường sông với đập Tam Hiệp. Trận lũ cao 20m sẽ phá hủy Nghi Sương với tốc độ dòng chảy 70 km/h. Trong vòng 5 giờ, mực nước ở Nghi Sương sẽ cao tới 10m. Sau khi lũ Nghi Sương, nó sẽ tiếp tục tiến dọc theo dòng sông, làm ngập các thành phố và thị trấn dọc theo con đường với tốc độ trên 60 km/h. Chiều cao của lũ là khoảng 15-20m. Sau khi lũ lụt làm ngập huyện Nghi Đô, nó sẽ tràn tới vùng núi đến vùng đồng bằng rộng lớn và tiến tiếp tới theo hình quạt, khu vực bị ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Do lũ phân tán rộng, độ cao sẽ giảm xuống dưới 8m và tốc độ dòng chảy sẽ giảm xuống 25 km/h. Tuy nhiên, tốc độ dòng chảy của sông Trường Giang vẫn không dưới 35 km/h. Sau khi lũ làm ngập Kinh Châu, một phần của lũ sẽ lan ra khỏi sông chính và đi thẳng đến Vũ Hán. Trong video mô phỏng, chiều dài của sông Trường Giang từ Tam Hiệp đến Nhạc Dương là 350 km. Trận lũ sẽ đến Nhạc Dương 5 tiếng sau khi vỡ đập. Hồ Động Đình bên cạnh Nhạc Dương có tổng diện tích 22 tỷ mét khối. Nếu không vào mùa mưa lũ, nó sẽ có tác động làm dòng chảy chậm lại. Độ sâu lũ ở Nhạc Dương sẽ vào khoảng 5m. Do dòng chảy của Hồ Động Đình chậm lại, nó sẽ không bị ngập trong một thời gian dài. Do đó, lũ lụt trên diện rộng sẽ tiếp tục chảy về phía đông, đi tới Hồng Hồ thì chậm lại. Một lượng nước được tích trữ lại. Tổng dung tích của hồ Hồng Hồ là khoảng 16 tỷ mét khối. Chiều dài của sông Trường Giang từ Tam Hiệp đến Vũ Hán là 700 km. Lũ lụt sẽ đến Vũ Hán sau 10 tiếng vỡ đập. Vũ Hán cao hơn mực nước biển 18-40m. Chiều cao của lũ đến Vũ Hán là khoảng 7m. Cho dù khu vực địa phương của Vũ Hán được an toàn, thì độ sâu của lũ là khoảng 5m. Sau khi đi qua Vũ Hán, đường nước trở nên hẹp và lũ xả ra chậm lại. Do đó, nước tù đọng ở Vũ Hán không dễ giảm xuống. Khi Trung Quốc đang đối mặt với trận lũ được coi là lớn nhất trong lịch sử, vai trò kiểm soát lũ của Đại học Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới lại gây tranh cãi. Sau những cơn mưa dữ dội kéo dài hơn một tháng qua, chính phủ Trung Quốc cho biết nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới đã giảm đỉnh lũ, giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế, số lượng người tử vong và sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước cao nhất trong lịch sử trên sông Dương Tử và các hồ lớn của nó đã chứng minh được Tam Hiệp không đáp ứng được mục tiêu cắt lũ so với thiết kế. Do việc xây dựng các con đập sẽ luôn có vấn đề bồi lắng vật chất và tích tụ đá cuội. Nếu có quá nhiều cát và đá tại một thời điểm nhất định sẽ luôn có nguy hiểm. Vẫn còn một bài học đẫm máu như vậy vào năm 1975 và dường như nó vẫn không thể cảnh báo mọi người. Kính thưa quý vị khán giả, thông tin lũ lụt ở Trung Quốc mới nhất ngày hôm qua cho thấy mưa lũ tiếp tục trầm trọng, sạt lở đất ở phụ lưu của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc chặn đứng dòng sông, đe dọa nhấn chìm một thành phố và các làng mạc lân cận. Một nhánh sông Dương Tử bị chặn đứng, Trung Quốc đã sơ tán hàng chục nghìn người ở các tỉnh An Huy và Hồ Bắc trong bối cảnh mưa lũ và sạt lở đất xảy ra do những trận mưa lớn hàng thập kỷ mới xảy ra. Vụ lở đất xảy ra từ 2 ngày trước đó khiến 1,5 triệu mét khối đất đá ập xuống phụ lưu của sông Dương Tử ở gần Ân Thi, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu vàng hôm trước với mưa bão khắp Trung Quốc, cảnh báo các quan chức địa phương tiếp tục theo dõi trước nguy cơ tiếp tục có thể sạt lở đất và lũ lụt. Trong khi đó, cảnh báo đỏ được giới chức phát ra ở các tỉnh An Huy và Giang Tây, nơi có sông Dương Tử đi qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay mực nước trên các sông hồ ở đây sẽ tiếp tục dâng lên. Các quan chức thủy lợi Trung Quốc cho hay cần theo dõi chặt mực nước ở đập Tam Hiệp. Hồ chứa của đập đang trữ một lượng nước lũ khổng lồ để giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu và hiện mực nước đang cao hơn 16m so với mức cảnh báo chính thức.
Những con đập khổng lồ của Trung Quốc được theo dõi nghiêm ngặt trong những tuần gần đây khi mưa lũ liên tục xảy ra ở Trung Quốc. Lũ lụt theo mùa xảy ra nhiều ở khu vực của Trung Quốc mỗi năm, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam, nhưng điều kiện năm nay đặc biệt tồi tệ. Cho tới nay, các thành phố lớn vẫn an toàn, nhưng lo ngại gia tăng với Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, cũng như các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người. Lũ lụt đã buộc Trung Quốc phải sơ tán khoảng 1,8 triệu người ở 24 tỉnh, chủ yếu ở phía Nam kể từ đầu tháng 7. Bộ Quản lý Khẩn cấp ước tính thiệt hại trực tiếp do lũ lụt lên tới hơn 49 tỷ nhân dân tệ, khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây xảy ra năm 1998 khiến 2 triệu người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử. Trong bối cảnh lũ lụt ở Trung Quốc, chuyên gia Qing Feng Zhang thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho rằng Trung Quốc cần hành động ngay bây giờ để ngăn lũ lụt ở sông Dương Tử trở nên tồi tệ hơn. Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc là hệ quả của gió mùa năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm. Lũ lụt nặng nề đã ảnh hưởng đến 38 triệu người và gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp 11,8 tỷ đô la Mỹ. Lưu vực sông Dương Tử ở phía Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt kể từ đầu tháng 6 năm nay. Hàng trăm con sông nhỏ có lưu vực từ vừa tới nhỏ cũng như các hồ chứa nước lớn ở Trung Quốc, trong đó có hồ Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ, đều đã dâng nước lên mức cao nhất trong lịch sử, Nikkei cho hay. Lũ lụt năm nay chắc chắn không phải là lần đầu tiên xảy ra, theo ông Qing Feng Zhang. Cứ 10 năm một lần, lưu vực sông Dương Tử trải qua đợt lũ lớn nhất, gây tổn hại nặng cho nền kinh tế và môi trường. Các yếu tố con người và sinh thái như đô thị hóa đẩy mạnh khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Trong bối cảnh đó, chuyên gia ADB chỉ ra 5 giải pháp mà Trung Quốc có thể thực hiện để giảm thiểu tổn thất do lũ lụt gây ra, đồng thời tối đa hóa các lợi ích của phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh giải pháp để lũ lụt sông Dương Tử không trở nên tồi tệ hơn gắn với các vấn đề phức tạp về tài chính, xã hội, thủ tục và kỹ thuật. Ông đã đưa ra 5 giải pháp giảm thiểu lũ lụt. Giải pháp đầu tiên và tối quan trọng là cải tạo các biện pháp kiểm soát lũ đã già cỗi như đê điều và hồ chứa. Giám đốc Phòng Môi trường, các nguồn tài nguyên và nông nghiệp của Bộ phận Đông Á của ADB chỉ ra có hơn 80.000 hồ chứa ở Trung Quốc, trong đó có khoảng 50.000 hồ thuộc lưu vực sông Dương Tử, không trữ nước tới định mức dự kiến bởi bị rò rỉ. Các đập không ổn định và khả năng thoát nước không đáp ứng được yêu cầu khi cần xả lũ khẩn cấp. Theo chuyên gia Zhang, cải tạo những hồ chứa là phương pháp chi phí thấp, góp phần giảm thiểu lũ lụt và ít ảnh hưởng xấu tới môi trường, con người so với xây các hồ chứa mới. Thêm vào đó, cách tiếp cận dựa trên tự nhiên như đê kè sinh thái, bảo vệ các vùng đất ngập nước và khôi phục hệ sinh thái là điều cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Thứ hai, theo chuyên gia ADB, bảo tồn sinh thái đóng vai trò quan trọng trong giảm nhẹ lũ lụt. Một lượng lớn các vùng đất ngập nước ở Trung Quốc từng là rào chắn lũ tự nhiên đã bị phá hủy với tỷ lệ hàng năm khoảng 9% kể từ những năm 1950. Khoảng 1,3 triệu hecta diện tích mặt nước ở vùng đệm chủ yếu ở các hồ Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ đã được khai hoang để phát triển nông nghiệp và đô thị hóa. Khu vực này ở các hồ còn lại cũng bị giảm đáng kể do quá trình bồi tụ. Trách nhiệm quản lý rủi ro lũ lụt vẫn được phân chia giữa một số cơ quan, dù Trung Quốc mới đây đã có cải cách, chuyên gia Giang chỉ ra trong giải pháp thứ ba. Theo đó, vai trò của chính quyền ở các địa phương lưu vực cần được tăng cường để có thể phối hợp một cách đầy đủ. Giải pháp giảm thiểu lũ lụt Trung Quốc thứ tư được đề cập là giải quyết bất bình đẳng xã hội và giới tính. Nghèo đói là nguyên nhân và hậu quả của sự tổn thương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, nơi các hộ gia đình sống dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Ở những khu vực không đủ điều kiện vệ sinh, lũ lụt có thể dẫn tới ngập nhà vệ sinh, ô nhiễm nước ngầm, ô nhiễm đất và suy thoái môi trường nói chung. Do đó, tăng cường cách tiếp cận quản lý vệ sinh và sức khỏe cộng đồng an toàn là tối quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Thêm vào đó, hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt nên được gắn chặt vào hệ thống dựa trên cộng đồng. Các cơ chế tài chính là công cụ giảm thiểu tác động của tổn thất về kinh tế do lũ lụt là giải pháp thứ 5 được đề cập. Theo đó, tiềm năng của các sản phẩm tài chính, trong đó có bảo hiểm, các cơ sở nợ tiềm tàng chịu rủi ro chung và các cơ chế mới nổi khác để điều chỉnh quy hoạch và khả năng hồi phục hệ sinh thái vẫn chưa được khai thác. Theo chuyên gia ADB, để ngăn lũ lụt sông Dương Tử tồi tệ hơn ngay từ bây giờ, chính phủ Trung Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế, khu vực tư nhân, ngân hàng, thương mại, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội, dân sự phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay đã đổ vào con đập Tam Hiệp của Trung Quốc vào 2 ngày tới. Trước đó, vào ngày hôm qua,
đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã phải mở 9 cửa sâu để xả lũ. Trước tình hình cùng lúc xảy ra mưa lớn và bão mạnh, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo vùng lũ lên cấp 2. Trước tình hình lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh thành Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát đầu tiên tại tỉnh An Huy, kiểm tra tình hình nước của sông Hoài Hà và tìm hiểu về các biện pháp địa phương để kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai và khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Ông cũng đã đến thăm và động viên những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước đó, hồi cuối tháng 2, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Sa ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước sông Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc đã bước vào thời kỳ khẩn cấp, kiểm soát lũ vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của đất nước. Theo dự báo của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc sẽ lên tới 70.000 mét khối mỗi giây vào ngày mai và trong ngày tiếp theo. Lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp ước đạt 74.000 mét khối mỗi giây. Sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử trong suốt 10 ngày qua, Văn phòng Khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa màu cam 2 ngày liên tiếp lần đầu tiên trong năm nay. Trận mưa bão bao phủ 12% tỉnh Tứ Xuyên khiến 41 con sông ở đây vượt quá mức cảnh báo. Trong số này, 22 con sông đã vượt quá mức được gọi là an toàn và hiện được đặt ở mức gấp đôi trong mùa lũ năm nay. Hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ khi nó bắt đầu trữ nước vào năm 2003. Các dòng sông dâng cao đã làm ngập một số khu vực đô thị ở Nhã An và Lạc Sơn. Đoạn sông Thanh Y chảy qua Nhã Nam cũng đang phải hứng chịu một trận lụt lớn hiếm thấy trong lịch sử 100 năm qua. Các nhà chức trách ước tính, mực nước của huyện Kim Đường thuộc thành phố Thành Đô nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mức an toàn 3,85m và lưu lượng nước chảy ra sẽ lên tới 8.200 mét khối mỗi giây. Thiết lập mức kỷ lục mới trong 74 năm kể từ năm 1949, tốc độ dòng chảy cao nhất được ghi nhận là 8.100 mét khối mỗi giây vào năm 1981. Nếu nó đạt 8.200 mét khối mỗi giây vào thời điểm này, có nghĩa là đỉnh lũ sẽ thiết lập kỷ lục cao mọi thời đại. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật, một di sản thế giới được UNESCO công nhận ở bên ngoài thành phố Lạc Sơn. Nước lũ tràn đến chân của tượng Phật lần đầu tiên kể từ năm 1949. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán ghi nhận, những trận mưa như chút nước khiến ít nhất khoảng 100.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. Trước đó, bão số 2 hình thành từ Đông Bắc Biển Đông đổ bộ khiến Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp về lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong thang 4 cấp độ vì mưa lớn dự kiến tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 90 đến 100 km mỗi giờ, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc trước đó nhấn mạnh cần thiết theo dõi chặt chẽ sự phát triển của bão số 2, kịp thời di rời tàu thuyền và người dân ở các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi đề phòng các thảm họa như lũ lụt và ngập úng. Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng địa phương, mưa lớn gây thiệt hại diện rộng về các mặt, cụ thể đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau. Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên cùng các thành phố Đức Dương và Miên Dương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ước tính tổn thất kinh tế trực tiếp của thảm họa mưa lũ là 26 tỷ đô la Mỹ do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy, khoảng 55 triệu người bị ảnh hưởng. Mới đây, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã khẩn trương gửi đồ cứu trợ đến các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Tổng cộng đã có 3.500 gói hàng cứu trợ gia đình, 2.000 chăn và 2.000 áo khoác đã được gấp rút chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng. Các đội chữ thập đỏ địa phương như Thiểm Tây, Tứ Xuyên đã ngay lập tức huy động các lực lượng dân, quân, quân đội sơ tán người dân về nơi an toàn, tránh xảy ra thiệt hại về người. Đây được xem là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về đợt mưa lũ lịch sử trong tháng này.
Theo thống kê từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Tài nguyên Nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn và Cục Khí tượng của Trung Quốc, so với cùng kỳ năm 2022, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2023 tại nước này tăng 72%, số người chết và mất tích do thảm họa giảm 30%, số lần phải di tản khẩn cấp tăng 125%, số nhà bị sập tăng 6%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 107%. Mưa lũ kéo dài trong thời điểm này khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với thảm họa kép, vốn đang trong tình trạng mong manh vì đại dịch COVID-19. Lũ lụt cũng dấy lên mối lo ngại về an ninh lương thực tại quốc gia tỷ dân. Đến nay, Bắc Kinh phải đảm bảo nguồn cung cấp lương thực bằng cách nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm từ các nước khác và giải phóng hàng chục triệu tấn từ các nguồn dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, COVID-19 và căng thẳng giữa Trung Quốc với phương Tây có thể khiến việc nhập khẩu trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng lũ lụt có thể lan rộng hơn về phía Bắc, đe dọa đến thu hoạch lúa mì và ngô của nước này. Theo đó, nếu lũ lụt được kiềm chế vào cuối tháng này, tăng trưởng GDP nông nghiệp có thể giảm hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, sản lượng nông nghiệp bị tổn thất. Trong khi đó, các nhà phân tích gần đây ước tính Trung Quốc có thể mất 11,2 triệu tấn lương thực so với năm ngoái do diện tích đất trồng trọt bị thiệt hại vào giữa tháng vừa qua. Con số này tương đương 5% lượng gạo mà Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh đó, giá một số loại nông sản tại Trung Quốc tăng cao. Cụ thể, giá ngô tháng trước tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao nhất trong 5 năm qua. Giá đậu tương cũng tăng vọt lên 30% so với cuối năm ngoái. Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang cũng là nguyên nhân đẩy giá mặt hàng này lên cao. Tại tỉnh Giang Tây, một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ lụt, khoảng 877.900 ha đất nông nghiệp bị tàn phá, gây thiệt hại 10,07 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,45 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hơn 39 ha đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao của tỉnh bị ngập, chiếm 2,3% diện tích trồng trọt, thiệt hại ước tính 1,26 tỷ nhân dân tệ, khoảng 180,8 triệu đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang cộng với những trận mưa không ngớt ở khu vực Trung và hạ lưu sông Trường Giang vào tháng này đang dồn sức ép lên đập Tam Hiệp. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp đe dọa 500 triệu người, mưa lớn kéo dài tạo sức ép lên đập Tam Hiệp. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, chiều ngày thứ Ba, từ Quý Châu đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ xảy ra trận mưa lớn nhất. Dự kiến đợt mưa này sẽ kéo dài trong 5 ngày. Hơn 10 tỉnh bao gồm Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây sẽ bị ảnh hưởng xảy ra mưa vừa và mưa lớn. Có một số nơi có mưa bão rất lớn. Tỉnh Tứ Xuyên ngày thứ Ba, lượng mưa lớn liên tục tăng trong những ngày gần đây. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Sở Tài nguyên nước An Huy đã thông báo rằng Sở và Cục Khí tượng tỉnh An Huy đã đưa ra cảnh báo khí tượng, cảnh báo màu đỏ và cảnh báo màu cam đối với thảm họa lũ xoáy. Tính đến 6 giờ cùng ngày, tổng dung lượng lưu trữ của các hồ chứa lớn ở tỉnh An Huy là 5.306 tỷ mét khối, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh An Huy có 153 hồ chứa có mực nước vượt quá giới hạn lũ lụt, bao gồm 5 hồ chứa cỡ trung bình và 148 hồ chứa nhỏ. Từ hơn 10 ngày nay, lượng mưa trung bình tích lũy ở tỉnh An Huy là 182mm. Cảnh báo sớm cho biết, từ 20 giờ ngày thứ 2 đến 20 giờ ngày thứ 3, thảm họa lũ lụt có khả năng xảy ra ở huyện Hoắc Sơn, huyện Kim Trại, huyện Thư Thành và Nhạc Tây của thành phố An Khánh, quận Kim An, thành phố Lục An, quận Dự An, quận Tiềm Sơn và quận Thái Hồ của thành phố An Khánh có nhiều khả năng xảy ra thảm họa lũ xoáy. Trước đó, ngày thứ Hai, Bộ Thủy lợi của Trung Quốc nói rằng tại thượng nguồn của sông Dương Tử là sông Ngô Giang và Tam Hiệp, hệ thống nước hồ Động Đình, hệ thống nước hồ Bà Dương, sông vùng Trung hạ lưu Trường Giang, sông Lạc An và sông Tu Thủy, Thái Hồ và các dòng sông ở khu vực xung quanh, sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, khu vực núi Hoài Nam ở tỉnh An Huy, sông Liễu Giang, sông Quế Giang ở Quảng Tây, sông Nộ ở tỉnh Vân Nam và các dòng sông khác sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Trong số đó, Tương Giang, Tư Thủy, Nguyên Giang ở Hồ Nam, Nghi Giang ở Giang Tây, Liễu Giang và Quế Giang ở Quảng Tây có thể xảy ra lũ. Sông Nộ ở Vân Nam có thể xảy ra lũ lớn. Một số sông nhỏ và vừa trong khu vực mưa bão cũng có thể gặp tạo ra lũ lụt lớn. Cũng trong ngày, sông Đại Độ đã hình thành trận lũ số 1 năm 2023 và dòng chính thượng nguồn và một số nhánh sông xuất hiện mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo khí tượng,
cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên vẫn có lượng mưa lớn và tình hình rất nghiêm trọng. Kể từ đầu tháng đến nay, miền Nam Trung Quốc đã liên tiếp phải hứng chịu những trận mưa lớn gây ra tai họa cho 8,52 triệu người dân của 24 tỉnh. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc mới đây đã tổ chức một cuộc họp thông báo rằng năm nay họ sẽ tập trung vào 3 rủi ro lớn là mực nước lũ vượt mức, sự cố hồ chứa và lũ quét. Bão số 2 nhanh chóng suy yếu sau khi càn quét Trung Quốc. Trung Quốc công bố hoàn thành đập Tam Hiệp sau 26 năm khởi công. Trung Quốc đặt mục tiêu ngang hàng quân đội Mỹ vào năm 2027. Indonesia khẳng định không trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc vào Mỹ. Thưa quý vị, sau khi càn quét khu vực phía nam đảo chính Hải Nam của Philippines và khiến cho ít nhất 10 người dân thiệt mạng, siêu bão số 2 đã nhanh chóng suy yếu thành bão nhiệt đới và tiếp tục di chuyển về hướng đông. Theo Cơ quan Khí tượng Địa lý và Thiên văn Trung Quốc, bão số 2 được dự báo là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2023 đã nhanh chóng suy yếu và sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Trung Quốc vào ngày thứ 6 vừa qua. Theo thông báo của cơ quan, vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Bảy, bão số 2 đã trở thành một cơn bão nhiệt đới với tâm bão nằm cách Trung Quốc khoảng 100 km về phía Tây Nam. Siêu bão số 2 cũng được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung Quốc, sau khi suy yếu, bão đang tiến vào Biển Đông với sức gió 125 km/h và giật 170 km/h. Bão số 2 cũng là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào sau bão Haiyan năm 2013, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng. Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết một cơn bão khác mang tên Asani, bão số 2 cũng đang tiến gần Trung Quốc. Trung bình Trung Quốc sẽ hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Tuần trước, bão số 1 khiến 22 người Trung Quốc thiệt mạng khi càn quét các tỉnh phía nam của Trung Quốc. Cơn bão này sau đó đã tiến vào Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất. 26 năm kể từ khi khởi công dự án năm 1994, cùng với hàng loạt những sự cố và tranh cãi gây rúng động trong dư luận. Và hôm qua, chính quyền Trung Quốc mới chính thức công bố đã hoàn thành dự án đập Tam Hiệp, khẳng định con đập đã vượt qua tất cả khâu kiểm tra và hiện đang vận hành trơn tru. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các quan chức từ Bộ Thủy lợi cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi hoàn thành, dự án đập Tam Hiệp đã trở thành dự án thủy điện toàn diện nhất. Những quan chức này khẳng định, qua quá trình theo dõi, mọi công đoạn của con đập như xả lũ, tiêu năng, chuyển dòng nước, phát điện và các công trình phòng hộ đang hoạt động an toàn và ổn định. Nhà máy điện Tam Hiệp cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất với tổng công suất lắp đặt lớn nhất thế giới. Tính tới cuối tháng này, nhà máy điện Tam Hiệp đã tạo ra 1.354.000 tỷ kWh điện, thúc đẩy cung cấp điện ở phía Đông và Trung Quốc cùng tỉnh Quảng Đông ở phía Nam, cũng như các khu vực khác ở đất nước. Dự án Tam Hiệp cũng được giới chức Trung Quốc đánh giá là một sự cải thiện đáng kể đối với điều kiện giao thông trên tuyến đường thủy sông Tứ Xuyên. Kể từ khi chạy thử vào tháng 6 năm 2003, sản lượng vận chuyển hàng hóa ở khu vực đã tăng lần đầu vượt 100 triệu tấn vào năm 2011 và đạt 142 triệu tấn vào năm 2022. Các quan chức chính quyền địa phương Trung Quốc báo cáo thêm rằng tổng cộng 1,3 triệu cư dân được di dời trong quá trình xây dựng dự án và khẳng định đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện điều kiện sống của họ. Thưa quý vị, chuyên gia cảnh báo nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, 500 triệu người sẽ không có đường chạy. Vào sáng sớm ngày thứ Năm vừa qua, trạm phát điện của huyện Đan Ba, khu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở thượng du đập Tam Hiệp đã bị cuốn trôi và kéo theo sạt lở đất đá. Đoạn video cho thấy một dòng chảy khổng lồ đổ từ thượng nguồn đổ xuống. Các ngôi làng đều đã hoàn toàn biến mất và một trận sạt lở đất đá bất ngờ từ đỉnh núi đã nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Học giả kinh tế Chang Yang-wan đã đăng Twitter rằng thượng lưu của Tam Hiệp, khu vực tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ngập lụt nặng, các hồ chứa nhỏ bị vỡ và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Ông Hoàng Tiểu Khôn của Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo với bạn bè của ông trên WeChat rằng: "Tôi nói lần cuối cùng đấy, ai ở Nghi Xương và các khu vực phía dưới thì mau chạy đi." Tiến sĩ Vương Duy Lạc, chuyên gia về đập Tam Hiệp, hiện đang sống ở Đức, nói rằng nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp vẫn luôn tồn tại. Ông Vương Duy Lạc nói, Trung Quốc có khoảng 100.000 đập chứa nước, nhưng ít nhất hơn 40% trong số đó là không an toàn. Việc xả lũ sẽ gây hiệu ứng vỡ đập như Tam Hiệp.
các quan chức Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cũng thừa nhận tại một cuộc họp báo rằng một trong số 98.000 đập chứa nước của Trung Quốc đang gặp nguy hiểm ở các mức độ khác nhau. Tình hình lũ lụt năm nay rất phức tạp. Ông Vương Duy Lạc bày tỏ, lúc trước những người đã ủng hộ nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc để xây dựng đập Tam Hiệp, vậy bây giờ các người phải chịu hậu quả. Trừ khi phá bỏ cái đập Tam Hiệp này đi, các anh nói chính phủ có biện pháp sao? Họ chẳng có biện pháp nào cả. Chạy đi đâu bây giờ? Không còn đường nào để thoát. Ông cũng đề cập đến sự việc vào sáng sớm ngày thứ Năm, khu vực Mai Long Câu ở thị trấn Bàn Phiến Môn, huyện Đan Ba, khu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc thượng nguồn của đập Tam Hiệp, đã hình thành một hồ ngập úng do dòng chảy bùn đá chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên. Hồ ngập úng là do các tảng đá lớn và cát bùn lan từ trên núi xuống, tạo thành một con đập tự nhiên ngăn dòng lũ trên sông. Điều này hoàn toàn là do khi xây dựng cầu đã không áp dụng các biện pháp phòng chống lũ lụt đúng cách. Ông Vương cũng nói rằng những nhà dân bị lũ cuốn trôi là những ngôi nhà được xây dựng trên bãi sông. Trong 70 năm kể từ khi Trung Cộng giành được chính quyền, họ muốn kiểm soát điều gì thì đều kiểm soát rất tàn bạo. Nhưng duy chỉ có nước là không thể khống chế được. Việc trị thủy của họ là một đống nát bét. Đây đều là do chính sách của họ gây nên. Thượng nguồn của đập Tam Hiệp nguy hiểm hơn khu vực hạ lưu. Trung Cộng tuyên bố rằng việc tái định cư của người dân vùng thượng nguồn đã hoàn thành, nhưng các thành phố mà chính phủ mới xây dựng đều nên xây dựng lại vì tất cả đều không an toàn. Bởi trong trường hợp lũ lụt tới, tất cả các thành phố này sẽ bị đổ sập xuống sông. Các thành phố tái định cư mới được xây dựng trên các vị trí dễ bị lở đất ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp như huyện Vu Sơn, huyện Tỷ Quy, huyện Ba Đông, huyện Phụng Tiết, huyện Khai Châu và các khu vực thành thị khác có địa hình trũng thấp hơn mực trữ nước của đập Tam Hiệp. Những nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ông Tiền Vĩ Trường, giáo sư vật lý học của Trung Quốc đã xuất bản một bài báo từ những năm đầu khi xây đập. Nguy cơ vỡ đập hồ chứa Tam Hiệp sẽ khiến 6 tỉnh và thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang trở thành vùng ngập nước, hàng trăm triệu người sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Ông cũng cho rằng đập Tam Hiệp sẽ là mục tiêu bị đe dọa bởi kẻ thù bên ngoài. Đối mặt với công nghệ tên lửa đạn đạo hiện nay, đập Tam Hiệp không có khả năng phòng thủ. Khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, ông Hoàng Vạn Lý, chuyên gia về công trình thủy lợi ở Trung Quốc, giáo sư tại khoa thủy lợi của Đại học Thanh Hoa đã đưa ra cảnh báo về các mối nguy hiểm do công trình Tam Hiệp trên các phương diện địa chất, môi trường, sinh thái và quân sự. Ông cũng cảnh báo về mức chi phí khổng lồ để xây dựng công trình, về việc sau khi hồ chứa Tam Hiệp bị vỡ, đá cuội sẽ làm tắc nghẽn dòng lũ ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên và cũng tiềm ẩn khủng hoảng di dân. Ông dự đoán rằng nếu đập Tam Hiệp được xây dựng thì cuối cùng nó sẽ bị nổ tung. Thưa quý vị, theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, đến tối thứ Bảy, đỉnh lũ thứ nhất trong năm sẽ đến đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất Trung Quốc. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết thêm, do mực nước dâng cao, các khu vực dọc theo Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc và các nhánh Chu và Dinh cũng như các khu vực quanh hai hồ lớn nhất của Trung Quốc là Bà Dương và Động Đình có nguy cơ bị lũ lụt hoặc nhấn chìm. Sông Hoài chảy qua miền Trung Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều trận lũ lụt. Ủy ban Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc của sông Hoài Hà đã công bố vào Chủ nhật rằng mực nước của sông Hoài dài 620 dặm đã vượt quá mức báo động. Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc đã thông báo rằng đỉnh lũ thứ 3 của mùa lũ năm nay đã ập vào khu vực thượng nguồn sông Trường Giang, trong khi đỉnh thứ 2 đã kéo đến khu vực Trung Du. Trước đó, chính quyền địa phương đã mở đập Vương Gia để xả lũ từ sông Hoài trong suốt hơn 76 giờ, nhấn chìm khu vực Mạnh Oa ở tỉnh An Huy, nơi sinh sống của 195.000 dân. Hai ngày sau, nhà chức trách lại xả nước sông Hoài đến khu vực Hồ Kinh Sơn, nơi sinh sống của 855 cư dân. Đây là khu vực thứ 8 dọc sông Hoài bị nhấn chìm. Theo truyền thông Trung Cộng, tỉnh An Huy do mưa lớn, chính quyền đã chỉ định 28 địa điểm dọc theo sông Hoài xả nước, có 2.287 trong tổng diện tích 3.903 dặm vuông là đất nông nghiệp. Nhà chức trách cũng đã xả nước từ Trường Giang đến các vùng nông thôn, nhưng không tiết lộ chi tiết. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, tính đến cuối năm 2022, có khoảng 659 triệu người sống trên lưu vực sông Trường Giang, 61% trong số họ sống ở vùng nông thôn. Kể từ đầu tháng này, mưa lớn đã tấn công lưu vực sông và những vùng rộng lớn ở miền Nam và miền Trung của Trung Quốc. Theo báo cáo, lũ lụt và lở đất đã xuất hiện tại hơn 27 tỉnh và khu vực. Để bảo vệ các thành phố, chính quyền Trung Quốc đã mở cửa đê và đập để xả lượng nước mưa đầy tràn vào các vùng nông thôn, khiến hàng chục triệu người mất nhà cửa.
Chủ nhật vừa qua, thành phố Nghi Tân ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên đã báo cáo một trận lở đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, các nhà máy và nhà dân bị chôn vùi. Cùng ngày, một trận lở đất đã làm nghẽn một dòng sông địa phương và đe dọa sự an toàn của hơn 520 cư dân ở khu vực hạ lưu. Mặc dù truyền thông quốc doanh và chính quyền đã giữ im lặng về tin tức lũ lụt kể từ đầu tháng này, nhưng cư dân mạng trên khắp Trung Quốc đã chia sẻ những đoạn video lũ lụt cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Trong khi lũ lụt tràn ngập thành phố Nam Kinh ở phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, chính quyền địa phương gần đây đã thừa nhận rằng một công ty xây dựng quốc doanh Giang Ninh Urban Construction, công ty xây dựng đô thị Giang Ninh, đã đào vào một con đập trên sông Tần Hoài, một nhánh của Trường Giang, để xây dựng khoảng 10 nhà hàng và quán bar. Công trình xây dựng này chiếm tới một nửa chiều cao con đập và đã làm hỏng cấu trúc con đập, do vậy có thể gây ra vỡ đê nếu đập bị vỡ. Nam Kinh, khu vực hạ lưu Trường Giang là nơi có khoảng 10,31 triệu người dân cư trú. Kể từ đầu tháng, một phần của thành phố đã bị nước lũ nhấn chìm. Và hôm qua, thành phố đã đưa tin độ cao của lũ lụt ở mức kỷ lục kể từ năm 1954. Đáng chú ý là việc nước này chuẩn bị đón thêm cơn bão thứ 3 đổ bộ vào đất liền. Và bên cạnh đó là vai trò cắt lũ của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi cơn bão số 1 gây mưa lớn tại tỉnh Hải Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thì cơn bão số 2 là cơn bão nhiệt đới thứ 2 trong năm nay sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào đêm ngày hôm nay và sáng ngày mai. Theo thông tin từ Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, bão số 2, cơn bão nhiệt đới thứ 2 trong năm nay sẽ đổ bộ vào đất liền nước này vào đêm nay và sáng ngày mai. Dự kiến đêm nay, bão số 2 sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc bờ biển tỉnh Phúc Kiến. Đêm nay đến rạng sáng ngày mai, các khu vực như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô sẽ có mưa vừa và mưa rất to, đặc biệt là khu vực Chiết Giang, lượng mưa có thể lên tới 140mm. Trước những diễn biến của bão số 2, Cơ quan Phòng chống thiên tai Trung Quốc đã khởi động mức ứng phó mưa bão cấp độ 4, đồng thời yêu cầu các địa phương có bão đi qua cần làm tốt công tác phòng ngừa. Trung Quốc vừa trải qua 2 tháng mưa lớn và lũ lụt kéo dài ở miền Nam, gây thiệt hại lớn về người và của. Tân Hoa Xã cho hay lũ lụt ở Trung Quốc làm ít nhất 158 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 20 tỷ đô la. Vừa qua, ông Vương Dũng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong kiểm soát lũ lụt và phục hồi sau thảm họa để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Ông Vương lưu ý rằng rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn đang gia tăng khi mực nước cao ở sông, hồ và hồ chứa đang đe dọa cơ sở hạ tầng, kiểm soát lũ trên cả nước. Ông Vương đồng thời nhấn mạnh nỗ lực giám sát chặt chẽ tình trạng lũ lụt, chuẩn bị sẵn sàng cho bão và mưa lớn để ngăn chặn thảm họa và thương vong lớn. Ông Vương cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt, kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống, đền bù để khôi phục sản xuất càng nhanh càng tốt. Ông cũng lưu ý rằng các nhà chức trách cần đảm bảo rằng những người đã thoát nghèo sẽ không trở lại tình trạng nghèo đói do thảm họa thiên nhiên. Trước trận lũ thứ hai với lượng lớn nước từ sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử đổ về cao kỷ lục, thì đập Tam Hiệp đã xả lũ ở mức 37% để đảm bảo an toàn và sẵn sàng đối phó với đợt lũ tiếp theo. Trao đổi với China Global Television Network, Gao Julei, cấp cao của đập Tam Hiệp nói rằng, việc xả lũ có thể giữ mực nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn và cho biết thêm, xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Trong lần xả lũ thứ hai này, tốc độ dòng chảy vào hồ chứa đã giảm xuống còn 34.000 mét khối trên giây so với lần xả lũ trước. Ông Gao cho biết lần này việc điều tiết lượng nước trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh chụp cho thấy đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ sau khi đập này hứng dòng nước lũ đạt đỉnh từ đợt lũ thứ nhất ở thượng nguồn sông Trường Giang trong năm nay vào chiều ngày thứ Bảy. Mưa lớn và lũ lụt kéo dài đã tàn phá Trung Quốc kể từ đầu tháng này. Hiện nay, mực nước của 433 con sông đang vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông không ghi nhận mức nước cao kỷ lục. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp không phải là mối đe dọa đối với hệ thống kiểm soát đa chức năng của đập. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng đã phải mở 3 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang, giữa lúc mực nước tại hồ chứa vượt mức cảnh báo lũ hơn 15m. Vào ngày hôm qua, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tuyên bố mực nước sông lên tới 146,97m với lưu lượng nước cực đại là 53.000 mét khối trên giây, tương đương với trận lũ lịch sử năm 1998. Từng khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.
lũ lụt kéo dài trên sông Trường Giang là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ. Nhưng lũ lụt đã chỉ ra một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang. Lũ lụt kéo dài dọc theo sông Trường Giang ở miền Trung Trung Quốc đã làm sống lại những ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt năm 1998. Trận lũ lịch sử khiến gần 4.000 người chết và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Điều làm nên sự khác biệt của lũ lụt năm 2023 đó là đây là thử thách lớn đầu tiên đối với thiết kế của đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Trường Giang, một dự án thủy điện và kiểm soát lũ được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Theo các nhà chức trách, không có lý do gì để lo sợ về một mối đe dọa đối với cấu trúc của chính đập Tam Hiệp, bởi nó được thiết kế để giúp đối phó với lũ lụt. Trên thực tế, Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn vào mùa hè này vì những lý do phức tạp không chỉ tập trung vào đập Tam Hiệp. Theo South China Morning Post, đập Tam Hiệp đã đóng vai trò chống lại lũ lụt, nhưng thật không thực tế khi mong đợi một con đập dù lớn đến đâu giải quyết lũ lụt ở quy mô này. Khi nước lũ dâng cao ở thượng nguồn, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng bằng cách giảm một lượng lớn nước từ đập Tam Hiệp. Điều này chắc chắn đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Điều này đặt ra vấn đề về xu hướng của Trung Quốc, tập trung vào các dự án lớn mà đầu tư chưa tương xứng với các dự án công trình nước nhỏ hơn nhiều ở thượng nguồn. Theo các chuyên gia, xây dựng các đập hoặc kênh nhỏ hơn ở vị trí chiến lược tại thượng nguồn để điều tiết dòng chảy lũ có thể cũng quan trọng, nếu không muốn nói là như vậy. Theo giới quan sát, Trung Quốc có thể làm nhiều hơn về mặt này. Hiện tại, bất cứ khi nào có lũ lụt, mọi người có xu hướng nhìn vào đập Tam Hiệp và hy vọng nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, như đợt lũ năm nay cho thấy suy nghĩ này là sai. Tờ South China Morning Post cho rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp phải trả giá bằng những thiệt hại về xã hội và môi trường. Khi hàng triệu người phải di rời, lợi ích của con đập sẽ được bảo vệ và tăng cường bằng cách tập trung vào các dự án kiểm soát lũ phụ trợ nhỏ hơn. Thành cầu Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc mới đây đã trở thành nạn nhân của mưa lũ, vốn đã hoành hành ở nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua. Những cơn mưa lớn đổ nước thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước cao ngang lưng. Một số người thậm chí chèo kayak đến lượn quanh thành phố. Ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng 15m so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Trường Giang rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Phan Thao cho biết, đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ nhất ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng hiện nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình. Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế, khi xây dựng đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào đợt lũ này, mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Thưa quý vị, bài học chống lũ từ Trung Quốc đã khiến cho Việt Nam phải nhìn nhận lại việc công tác theo dõi, giám sát mưa lũ ở các hồ chứa sử dụng lòng sông, bãi sông và hệ thống đê điều. Trong một bài báo của báo điện tử vtv.vn đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam đã vào mùa mưa bắt đầu từ cách đây 10 ngày tại Hà Giang và một số tỉnh miền núi. Ngày hôm qua, tại Đắk Lắk cũng đã xảy ra mưa lũ khiến nhiều huyện xảy ra hiện tượng ngập lụt cục bộ. Theo dự báo, vào đầu tháng tới, tại nhiều địa phương sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to và rất to. Công tác đối phó với tình hình mưa lũ phức tạp đã được chuẩn bị thế nào? Các công trình phòng chống thiên tai hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu chưa? Còn có những khó khăn bất cập nào? Trong chương trình Sự kiện và Bình luận vừa qua trên VTV, với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Trần Quang Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai và ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cùng trao đổi về vấn đề này.
Từ đầu tháng đến nay, Trung Quốc đã phải hứng chịu rất nhiều trận mưa lớn kéo dài và trên diện rộng. Nhiều địa phương ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc đã cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất, cảnh báo đỏ. Từ đầu mùa lũ đến nay, Trung Quốc đã có ít nhất 141 người chết và mất tích, hơn 40 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại vật chất thống kê chưa đầy đủ, hơn 12 tỷ đô la. Ngay cả con đập lớn nhất thế giới Tam Hiệp trên dòng sông Trường Giang ghi nhận mực nước tích trong lòng hồ cao kỷ lục từ trước đến nay là 164,18m, tích trữ 14 tỷ mét khối. Theo thiết kế, dung tích hồ chứa của đập Tam Hiệp lên tới 22 tỷ mét khối. Đánh giá về tình hình mưa lũ của Trung Quốc, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết đã có 433 con sông vượt báo động. Mưa lũ làm hồ chứa phải xả lũ cùng nhiều tuyến đê bị phá hủy, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhận định bài học cho Việt Nam trong câu chuyện kiểm soát lũ ở đập Tam Hiệp, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh, Tam Hiệp là công trình cắt lũ lớn nhất so với các quốc gia khác. Khi Tam Hiệp xả lũ để đảm bảo an toàn, thì hệ thống đê điều gặp sự cố. Đối với Việt Nam, từ khi xây dựng Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La, các cơn lũ vặt thì chúng ta đã cắt được lũ. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng nhận thức được Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La cắt xong lũ. Nhiệm vụ của hệ thống đê điều trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang giảm đi nhiều, không cần đầu tư nhiều. Tôi cho rằng đây là nhận định không phù hợp với tình hình thực tiễn do diễn biến của mưa lũ. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, bài học từ Trung Quốc khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về công tác theo dõi, giám sát mưa lũ ở các hồ chứa, sử dụng lòng sông, bãi sông và hệ thống đê điều. Hệ thống đê điều vẫn phải là công trình phòng chống lũ trọng điểm nhất. Mưa lũ Trung Quốc chuyển sang miền Bắc, sông Hoàng Hà tiếp tục hứng chịu bão số 2 tại Trung Quốc, hất ngược thác nước, biến dòng chảy thành mây mù. Siêu bão số 2 xé toang ban công khu chung cư cao cấp tại Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đã hết thời đảm nhiệm vai trò đập thủy điện lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, những trận mưa lớn gây ra lũ lụt ảnh hưởng của siêu bão số 2 tại Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển tướng về miền Bắc trong tuần này. Sau hơn 2 tháng liên tục hoành hành tại miền Nam đất nước, giờ đây sông Hoàng Hà sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của siêu bão này. Tại một buổi họp báo vừa qua, ông Giao Duy Quang, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công của Cục Khí tượng Trung Quốc đã cho biết những trận mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực phía Bắc Trung Quốc cho đến cuối tuần này. Theo Cục Khí tượng tỉnh Thiểm Tây, có thể phải hứng chịu đợt mưa lớn nhất kể từ năm 1981. Tờ Nhân dân Nhật báo trích lời của ông Giao cho biết lượng mưa ở các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và Hoài Hà ở phía Bắc và phía Tây Trung Quốc sẽ cao hơn từ 50 đến 100% so với cùng kỳ những năm trước. Ông Giao cũng cho biết rằng so với miền Nam Trung Quốc, các thành phố ở miền Bắc hiện có ít kinh nghiệm hơn về việc phòng chống mưa bão và lũ lụt. Vì vậy, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp đối với lượng mưa lớn ngắn hạn, lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và sạt lở vùng đất. Bão số 2 mang theo những trận mưa nặng hạt đến thành phố Ôn Châu ở Chiết Giang. Chính quyền thành phố này đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Tạm dừng hoạt động toàn bộ dịch vụ và tại những khu vực có nguy cơ cao. Bão số 2 đồng thời đã gây mưa to ở Thượng Hải, làm ngập úng đô thị ở một số khu vực và làm gián đoạn giao thông tại một số địa điểm nước ngập sâu tới 1,2 mét. Ông Jian Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, trong tháng này dự kiến có tới 4 đến 6 cơn bão, trong đó khoảng 3 cơn có thể đổ bộ vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây không phải là cơn bão mạnh. Siêu bão này là cơn bão số 2 trong năm nay của Trung Quốc. Chỉ trong 2 ngày vừa qua, cơn siêu bão đã để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh thành phía Đông và phía Nam của quốc gia này. Theo Nhật báo Chiết Giang, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào Nhạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang. Trong cùng ngày, các cư dân mạng tại Trung Quốc đã ghi lại cảnh dòng thác nước Linh Phong tại núi Nhạ Đản bị gió lốc từ cơn bão hất ngược lên không trung. Truyền thông Trung Quốc nhận định hiện tượng này đã xảy ra do địa hình đặc biệt của ngọn núi này, cộng thêm sức gió của cơn bão số 2 mang lại đã khiến dòng nước đang đổ xuống bỗng chốc hóa mây mù, tạo nên cảnh quan hiếm có. Trong khi đó, tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, siêu bão số 2 đã càn quét, phá hủy nhiều nhà cửa và các tuyến đường tại địa phương. Một trận lũ quét đã xảy ra ở sườn núi thôn Khê Thượng, bao vây những phương tiện giao thông qua lại, buộc lực lượng lính cứu hỏa phải leo lên vách để giải cứu những người bị mắc kẹt. Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, các người lính cứu hỏa Trung Quốc đã phải sử dụng dây an toàn buộc vào những người mắc kẹt để kéo họ về nơi an toàn, vì dòng nước lũ không ngừng đổ từ trên núi xuống.
Được biết, tới sáng sớm ngày hôm qua, siêu bão số 2 đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang với sức gió đạt cấp 13. Sau đó, tâm bão di chuyển với tốc độ 20 km/h theo hướng Bắc. Trong 2 ngày tiếp theo, bão số 2 đã ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc như Chiết Giang và Thượng Hải. Tuy nhiên, theo trang tin tức thời tiết Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối ngày qua tới rạng sáng ngày hôm nay. Cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển Triều Tiên, trở thành xoáy thuận nhiệt đới, chấm dứt tác động đến vùng biển ngoài khơi Trung Quốc. Sau một tuần hoành hành, siêu bão số 2 với sức gió mạnh tới cấp 12, cấp 13 đã để lại những hậu quả hết sức trầm trọng tại nhiều thành phố và tỉnh thành của Trung Quốc. Nhưng bên cạnh những hậu quả thực này, cơn bão đã vô tình làm lộ ra những dự án chất lượng thấp được cải trang thành khu chung cư cao cấp tại Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Taiwan News đưa tin, những hình ảnh về một căn hộ chung cư tại Trung Quốc bị xé toang toàn bộ phần ban công, cửa kính và vách tường đã được chia sẻ rộng rãi trên những nền tảng mạng xã hội nước này. Sau khi siêu bão số 2 đổ bộ vào miền đông Trung Quốc vào 2 ngày trước, sự cố này đã khiến một người thiệt mạng. Sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào rạng sáng 2 ngày trước, siêu bão số 2 đã tiếp tục di chuyển tới thành phố Ôn Châu, vốn được biết đến là thành phố của giới đại gia mới nổi, trích dẫn thông tin của đài truyền hình Cáp Nhĩ Tân. Hãng thông tấn Taiwan News cho biết, những trận mưa lớn do cơn bão số 2 đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, khiến hơn 830.000 hộ dân tại Ôn Châu bị cắt điện. Tuy nhiên, bên cạnh những hậu quả thực tế này, thì cơn bão còn đã vô tình làm lộ ra một dự án chất lượng thấp được cải trang thành khu chung cư cao cấp tại Trung Quốc. Đây là một thực trạng đang tồn tại rất nhiều tại quốc gia này. Những hình ảnh được cộng đồng mạng Weibo chia sẻ đã cho thấy phần vách tường, cửa kính ở ngoài nhiều căn hộ thuộc tòa chung cư 18 tầng tại thành phố Ngọc Hoàng, Thái Châu đã bị gió bão số 2 xé toang. Một số hình ảnh khác cho thấy phòng khách của người dân cũng bị cuốn theo chiều gió sau khi bức tường bị gió bão xé toạc như xé bìa cắt tông. Một sự việc thương tâm cũng đã được ghi nhận khi bão số 2 đổ bộ vào thành phố Ôn Châu. Cụ thể, vào rạng sáng 2 ngày trước, một người phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 đã cố gắng đóng cửa sổ trong cơn bão, nhưng luồng gió quá mạnh đã thổi bay cánh cửa sổ cuốn theo cả người phụ nữ này xuống đất và khiến bà tử vong. Khi những hình ảnh nói trên được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, các cư dân mạng Trung Quốc đã chê trách công trình gặp sự cố này có chất lượng quá kém, bất chấp việc trước đó tòa chung cư này từng được quảng cáo là khu phức hợp nhà ở cao cấp. Phản hồi về trường hợp người phụ nữ 62 tuổi mất mạng do gió bão số 2, bộ phận phụ trách quan hệ công chúng của thành phố Ngọc Hoàng đã giải thích rằng sức gió do siêu bão mạnh hơn rất nhiều so với những năm trước và có thể điều này đã gây ra thiệt hại cho các căn hộ chung cư. Việc người dân bị ngã do gió cuốn bay và thiệt mạng là do nạn nhân đã bất cẩn khi đóng cửa sổ. Con đập thủy điện lớn nhất thế giới được thiết kế để chế ngự dòng sông dài nhất Trung Quốc, sông Trường Giang, nhưng dường như nó đã trở thành già nua trước những cơn lũ. Khi việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo nguồn điện phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mà đồng thời còn để chế ngự dòng sông dài nhất của nước này, bảo vệ hàng trăm triệu người khỏi lũ lụt nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp vốn luôn được ví như một biểu tượng của sức mạnh con người trước thiên nhiên, trở thành niềm tự hào của Trung Quốc. Tuy nhiên, không lâu sau khi hồ chứa của con đập bắt đầu chứa nước năm 2003, lở đất đã bắt đầu xảy ra, đi kèm với nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của con đập này. Nhưng bất chấp sự tàn phá nặng nề về người và của, Trung Quốc vẫn tuyên bố đập Tam Hiệp đã thành công trong việc ngăn chặn nước lũ. Công ty điều hành con đập cũng tuyên bố rằng đập Tam Hiệp đã ngăn được 18,2 tỷ mét khối nước lũ. Song đập Tam Hiệp vẫn là một cấu trúc đầy cảm hứng. Theo NASA, đây là một trong số ít các cấu trúc nhân tạo trên trái đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ không gian. Con đập khổng lồ nằm ở thượng nguồn của sông Trường Giang và giúp ngăn chặn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước mưa trong một hồ chứa lớn, sau đó kiểm soát việc xả nước qua cửa cống. Vùng hồ chứa có chiều dài khoảng 660 km, trải dài qua các thung lũng hẹp của Tam Hiệp, kéo dài đến thành phố Trùng Khánh, là nơi sinh sống của hơn 30 triệu người dân Trung Quốc. Trong mùa khô, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa là 175 m để tối ưu hóa sản xuất điện tại nhà máy thủy điện Liên Kề trước khi những cơn mưa mùa hè kéo đến. Nước được rút giảm xuống còn 145 m để chuẩn bị đón dòng nước lũ đến. Tuy nhiên, một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự án này là chi phí khổng lồ để bồi thường cho dân làng sống hàng thế kỷ bên bờ sông. Để mở đường cho hồ chứa khổng lồ của con đập, khoảng 1,4 triệu người đã phải sơ tán, bỏ lại nhà cửa, phần mộ của tổ tiên, một cộng đồng dân cư bị chia cắt,
những cánh đồng hoa màu cũng bị vứt bỏ. Số người phải sơ tán khi xây dựng đập Tam Hiệp nhiều hơn số người dân phải sơ tán khi xây 3 đập lớn nhất của Trung Quốc cộng lại. Thảm họa đầu tiên xảy ra vào năm 2003, ngay sau khi hồ chứa tràn nước lần đầu tiên, khi mực nước cao 135m, sạt lở bắt đầu xảy ra. Vài tuần sau xuất hiện những đường nứt gãy lớn trên bờ kè, khiến một ngọn núi gần đập Tam Hiệp bị sạt lở và trượt xuống sông. 24 người đã thiệt mạng, phá hủy 346 ngôi nhà và khiến hơn 20 chiếc thuyền lật úp. Năm nay, khi lũ lụt ngày càng tồi tệ, những tin đồn về sự biến dạng của đập Tam Hiệp đã xuất hiện trở lại. Kính thưa quý vị khán giả, một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã chặn một con sông ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đã tạo thành một hồ nước trên sông Yan Khang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Yuling, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện tại, các chuyên gia nhận định sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện nay. Vào ngày hôm qua, một trận lở đất khác đã xảy ra ở làng Maye, khu tự trị Asituya và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tổng cộng 10 triệu mét khối đất đá sụp xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử, tạo thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các làng gần đó. Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích. Gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp.